Trong chương mục Chính trị và đời sống hôm nay, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thông. Thưa quý vị, hôm nay tác giả Nguyễn Thông muốn kể cho chúng ta nghe về các giải thưởng. Nhân chuyện Bộ Văn Thể Du đang lấy ý kiến công chúng về việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước đợt sắp tới. Tôi chợt lăng tăng nghĩ ngợi ai mà chả biết đây là cái thứ giải thưởng của chế độ của nhà cầm quyền chứ không phải của quốc gia mọi triều đình hết hưng rồi phế không có cái gì là muôn năm mãi mãi giải thưởng cũng vậy thôi khi nó đã sinh ra từ đường lối chính trị từ học thuyết cai trị thì nó có tuổi thọ cũng cùng với bà đỡ của nó cái thứ giải thưởng ấy chế độ còn thì nó còn mà chế độ tiêu vong thì nó cũng tự mất bây giờ đó ở nước nga hoặc là các nước thuộc liên xô khi trước đó Chẳng ai nhắc tới giải thưởng Lenin hay giải thưởng Stalin cả. Thậm chí là còn phải giấu đi bởi vì nhỡ như trưng ra thì lại rước vạ, không phải đầu cũng phải tai. Tôi có ông bạn Trần Quốc Quân của tôi ấy, là một tay lan bạc kỳ hồ, từng là du học sinh rồi là nghiên cứu sinh. Vào cái năm mà Liên Xô bị tan rã, ông bị mất phương hướng, đã ở lại quê hương cách mạng tháng 10 ấy. Sau đó theo dòng tha hương lưu lạc sang Ba Lan, trụ được ở xứ mùa tuyết tan đến nay kể lại cái chuyện hậu Xô Viết thật là cay đắng. Chả là sau khi Liên bang Xô Viết tan như bong bóng xà phòng thì tất cả đảo lộn lên, nhất là đời sống tinh thần. Y, tức là ông quân bạn tôi ấy lại có cái máu kinh doanh. Từ Ba Lan sang Nga mua được cả mớ huân huy chương danh hiệu giải thưởng những cái mề đay một thời quý giá tột đỉnh vô giá luôn. Giờ chỉ còn giá trị ngang với mấy chục ổ bánh mì thôi có cả danh hiệu anh hùng liên xô huân chương lenin bày trong cái đống láo nháo lạc son đồng nát ở trên vỉa hè chủ nhân biết chúng đã hết thời nên cho tham gia kinh tế thị trường chỉ ít thì cũng đổi về được vài ký thịt mấy lít sữa để mà sống không thể ngồi đó gặm huân chương gặm giải thưởng nhấm nhát cái quá khứ xô viết mà qua được bể dâu đâu à Lenin Stalin còn chả tự cứu được mình, huống hồ gì mấy cái thứ danh nhất thời mang tên của họ giải thưởng cao nhất có ý nghĩa nhất là cái thứ động lại trong lòng người kia truyền từ cái thế hệ này sang thế hệ khác chứ không phải là mấy cái tấm giấy mấy cái ngôi sao kim loại phù du ấy đâu bây giờ về sau và biết đâu còn xa hơn nữa người ta vẫn nhắc tới nguyễn trãi này nguyễn du này cho dù các vị ấy không có giải thưởng gì của chế độ cả thậm chí là còn bị tru di tam tộc bị hắc hủi tới cái mức mà phải than thở bất tri tam bách dư niên hậu thiên hạ hà nhân khắp tố như. Tức là không biết hơn 300 năm sau người đời có còn ai khóc tố như không. Nói cho cùng thì mấy cái thứ giải thưởng thời nay đó, tuyên phong người nhận thì ít, mà để củng cố danh tiếng cho chế độ thì nhiều, chả có vinh hạnh gì. Hơn chục năm gần đây, người ta với cái đầu óc con buông, nghĩ ra cái kế kèm theo tiền thưởng, cho nên nhiều kẻ háo danh thèm tiền càng say vào cái cuộc chạy đua mua giải. Số người tử tế thì thờ ơ với cuộc mua danh ba vạn gần như rất ít. Nói đến giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước lại nhớ đến cái vụ xét giải cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Công lao đóng góp sự tận tâm của ông Phạm với Đảng, nhà nước, chế độ với chủ nghĩa Mác Lê với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản suốt hơn nửa thế kỷ có lẽ là không cần phải bàn nữa. Nhiều người nhất là giới nhạc sĩ đó so ông Phạm ở đây là Phạm Tuyên đó so với ông ấy còn thua xa. Nhưng khi xét giải qua mấy đợt, kể từ đợt đầu, người ta loại ông ra khỏi những cái giải lớn. Chỉ ban cho ông cái giải nhỏ thôi, tức là giải nhà nước thôi. Ông là người nhẫn nhiệm, biết điều, nên ông im lặng chấp nhận. Sau này, dư luận nói rác quá, thiên hạ chê trách quá, cho nên mấy ông bà bề trên phải coi lại. Và buồn cười nhất là những bài hát có giá trị với chế độ nha có giá trị nhất với chế độ của Phạm Tuyên đó, trong đó có cái bài như có bắc Hồ trong ngày vui đại thắng trước kia chỉ được giải thưởng nhà nước, thì nay người ta đôn lên châm trước cho được cái giải thưởng Hồ Chí Minh. Cùng là xét, thẩm định kỹ càng công tâm khách quan chính xác, chỉ có cái điều nay thế này mai thế khác. Chút an ủi là dù được gợi ý làm đơn xin xỏ nhưng ông nhạc sĩ đảng đã cho ta một mùa xuân đó, ông dứt khoát nói không. Tới lúc ấy thì hiểu nhau quá rồi, cóc cần, giải với chả giết. Chuyện giải thưởng ở nước này nếu mà viết ra thì chắc phải vài trăm trang. Thôi, để vào cái chuyện cụ thể hơn là theo thông báo của Bộ Văn Thể Du, đợt này trong lĩnh vực văn học có 9 tác giả được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, gồm Hoàng Trung Thông, nhà thơ, Bùi Hiển, nhà văn, Mai Quốc Liên, nhà phê bình, Thanh Thảo, nhà thơ, Kim Lân, nhà văn, Phong Lê, nhà phê bình, Trần Nhuận Minh, nhà thơ, Ca Văn Thỉnh, nhà văn hóa, Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ. 50 tác giả được đề nghị xét tặng giải thưởng nhà nước, trong đó có Phan Trọng Thưởng, Hoàng Trần Cương, Phạm Đình Ân, Trần Anh Thái, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Duy Thông, Trần Quang Huy, Nguyễn Phan Hách, Huy Trụ vân vân và vân vân. Là người sống trong cái thời đại mà các ông ấy đã sáng tác phục vụ chế độ cách mạng đó, biết tên tuổi đóng góp của các ông ấy như thế nào đó, chúng tôi chả có lạ gì nữa. Bây giờ bề trên mới ngồi lại với nhau vớt vát cho Bùi Hiển, Hoàng Trung Thông, Kim Lân, Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo đã là quá muộn. Xét theo quan điểm chính thống, mấy vị ấy còn hơn nhiều mấy ông mấy bà đã được nhận giải Hồ Chí Minh. Cũng giống như cái hồi mà xét cho nhạc sĩ Phạm Tuyên vậy đó. Giờ cho thì cho, không cho thì thôi. Còn xét với xiết lấy ý kiến gì nữa. Những cái vị còn lại trong danh sách không đáng được bởi nhàn nhạc, nhạc thường thường cho vào chỉ có loãng cái giải ra nhà văn lừng lẫy nguyễn huy thiệp đã mất rồi vừa đi xong giờ giải với ông chả còn có ý nghĩa gì nữa chỉ còn giá trị tiền thưởng cho con cháu ông mà thôi con người và văn chương của ông thiệp không cần cái thứ giải văn bằng bởi cái giải lớn nhất mà ông đạt được là khi người ta hỏi nhau ông bà có biết nguyễn huy thiệp là ai hay không sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời không biết ông thiệp thì còn biết ai ở cái xứ này nhà nước không chấm nguyễn huy thiệp vào giải hồ chí minh chỉ nhà nước thiệt chứ ông ấy không có mất mát gì đâu